TMT Cửu Long tạp tấn Cầu Dầu đời 2022, màu xanh ngọc độc bảo, một màu xanh khá độc và hiếm của dòng CBN TMT. Vâng, đây chính là phiên bản đã có trên bãi của bên em. Chắc chắn là ít bác tài trông thấy màu này đúng không ạ? Màu này khá là khan hiếm. Thì hiện tại là cái mẫu xe này đang được bán là 665 triệu và nếu mà các bác lấy màu này nhá, chứ không phải là lấy màu xanh dưa, thì giá thì sẽ cộng thêm 3 triệu tức là 668 triệu phiên bản xanh ngọc quốc bảo này. Một phiên bản gọi là limited đấy. Phiên bản limited. Về cấu hình thì xe này vẫn giữ nguyên cấu hình như thế, nó chỉ khác mỗi màu thôi. Phần cabin thì xe vẫn là được trang bị loại là cabin đơn. Và đèn ở đây thì đèn halogen có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cái bóng led nhá. Đây, 10 bóng led cũng khuy tại. 10 bóng led kết hợp với bộ đèn halogen này. Đấy, trông khá bắt mắt đúng không ạ? Xe này thì ngoài TMT Cửu Long, chúng ta còn gọi là TMT Đông Phong. Đấy, các bác tài hay gọi xe này là TMT Đông Phong bởi vì có logo song nhãn ở đây. Ở phía phần cầu trước thì xe sẽ được trang bị loại lốp là 900-20. Lốp 900-20, dòng lốp này, dòng lốp DRC, dòng lốp bố vải, lốp tam giác này, dòng lốp bố vải. Ốc tắc kê ở đây là nếu mà đời mới đời 2022 là thay thành 8 tắc kê nhá. Còn dòng nào mới ốc tắc kê ấy, các quý bác tài nếu xem đại lý ấy, thì em nói thật là không nên lấy, vì dòng đấy có khả năng là bị lỗi cầu khá là cao. Đấy, về cái đường kính quay bánh xe phía trước thì sẽ là 28 nhá, 28 chuẩn luôn. Cầu này cầu dầu, có một cái lỗ ở đây, cầu dầu rất là to, cái ụ cầu rất là to, cầu lắp nó chỉ nhỏ nhỏ từng ngày thôi. Đấy cũng là một điều nhỏ nhỏ để phân biệt về cái dòng cầu dầu cầu lắp. Cầu trước thì tải trọng ở trên đời 2022 là đã thay thành cầu 6 tấn. Cầu 6 tấn nhá. Cầu 6 tấn đảm bảo cạnh tranh với dòng rừng giang là cầu có 4.8 thôi. Nhíp lá ở đây là được trang bị loại nhíp lá dày 13mm. Tổng xương là nhíp là 9 lá nhíp phía trước. 9 lá nhíp phía trước. Hai bộ phanh này là phanh thường nhá, không phải phanh hơi loke đâu. Phanh loke chỉ có đằng sau thôi quý tài ạ. Phanh loke chỉ có đằng sau thôi. Ở đây thì so với dòng hổ vồ thì ở đây là xe thì chưa có sẵn cái gọi là bảo vệ cái dàn làm mát này. Dàn làm mát này ở trên dòng hổ vồ sẽ có sẵn nhá. Xe thì đầy đủ quái hơi, quái điện. Tóm lại là phần cầu trước trông cũng khá là ok, gần giống cầu trước của dòng hổ vồ xin chắc ạ. Đây, cầu trước này rất là giống luôn các quý tài này. Các tài nhìn chạy dòng hổ vồ sẽ thấy đúng không ạ? Thùng xe, vâng, đây là một cái phần khá là quan trọng thiết yếu đối với các quý tài. Thùng này thì được làm theo loại thùng là kiểu Hyundai. Và tổng thể tích thùng ở đây là 6,5 khối, dài là 3m76, rộng là 2m29 và cao là K760. Cao này là K760 nhá. Các tài trở vật liệu xây dựng rất là ok. Thùng này thì các tài bảo là cao quá, nhưng mà em thấy là dòng Taco nó cao đến hơn 800 cơ. Đấy, dòng Trường Giang thì thơm một tí. Và thì dòng này các tài cứ chê cao làm gì, trong khi thể tích thùng là 6,5 khối. Con máy ở trên xe này là vẫn là con máy U-Chai. U-Chai nhá, chứ không phải là Quang Chai. U-Chai công suất là 140 mã lực. Máy này thì máy rất là bền bỉ luôn, có sẵn turbo tăng áp và ống thở luôn nhá. Công suất 140 mã nằm ở phân khúc tầm trung của dòng xe ben này. Bốn máy. Và ở trên đời 2022 thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy, chi tiết nhỏ nhỏ ví dụ như là bầu hơi này đã được cải tiến thành chất liệu là inox nhá, thay vì là bằng nhôm hợp kim giống như ở trên xe đời 2021. Đấy, thùng này thùng do TMT đóng, em thấy khá chắc chắn này. Đấy, do TMT đóng. Và phần cầu sau thì đương nhiên là xe vẫn được trang bị loại lốp 920 rồi. Cầu này thì là cầu đường kính là 30. Đường kính là 30 nhá, đường kính là 30 phiên bản cầu này, phiên bản cầu dọc. Đường kính 30. Ốc tắc kê thì vẫn là 8 ốc tắc kê. Giống như cầu trước thôi. Cầu lốp nó không có gì thay đổi cả. Cầu lốp không có gì thay đổi cả quý tài nhá. Về phía phần cầu sau thì ở đây em Hoàng xin gửi tới các quý tài, đó là cầu này là cầu 13 tấn. Đấy, cầu 13 tấn theo thợ của hãng đánh giá nhá, theo thợ của hãng đánh giá. Còn về thông số kỹ thuật thì vẫn giống như đài khoai bốt, không thay đổi gì cả. Đây chính là cái gọi là cây bầu tắc kê này. Đấy, bầu tắc kê phía sau, hai bầu tắc kê thì dựng đứng, còn dòng hổ vồ sẽ nằm ngang, cái bầu này sẽ nằm ngang ra. Cầu sau có tải trọng 13 tấn và bán trục, nếu mà chúng ta nhìn kỹ một tí thì các bác tài sẽ thấy cái bán trục này bé, nó ngắn hơn một chút so với đời 2021, ngắn hơn một chút rồi nhá. Đường kính máy quay xe phía ở đây là 13 này, vẫn là 10, em xin lỗi à,
cái độ dày của nhíp lá ở đây vẫn là 13. Và số lượng lá nhíp là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lá nhíp ở tầng chính này. Còn 8 lá nhíp ở tầng phụ, tổng là 20 lá nhíp nhá. 20 lá nhíp. Và đây chúng ta có thể nhìn rõ thấy là cái phần số phụ của xe này. Thì nếu mà các bác tài nhìn sơ qua ấy, thì sẽ có đánh giá là phần số phụ này nó to hơn hay chưa. Chúng ta phải nhìn tổng quan. Đấy, nhiều nếu mà nhìn sơ qua thì em thấy nó gần giống với đời 21, nhưng mà răng ở bên trong này, răng ở bên trong bộ cầu này cũng như là bộ số này đã được làm to hơn rồi nhá. To hơn khoảng một tầm 1,2 1,5 lần. Đây là bình hơi phụ này. Tiben này thì thuộc dạng là Tiben một Tiben này được trang bị ở dạng Tiben 160, còn cao nhất thì là 180 trên dòng của Vô. Vâng, tiếp theo là chúng ta có phần sassi 2 tầng của Cú Long. Sassi này thuộc loại là sassi ở 805, em nói rất là nhiều rồi. Đấy, các bác tài có thể nhìn tổng quan là chiếc này nếu mà so với các chiếc màu xanh xưa thì không thay đổi gì đúng không ạ? Em lên rất là nhiều rồi. Đây, cái này cũng được mại làm bằng inox luôn này. Cái này là gọi là bình nhiên liệu này dung tích là 150 lít. Đây là lọc dầu. Đấy, tổng quan về cái màu xanh dương này vẫn là như thế thôi, nó không có gì thay đổi cả. Chỉ đơn giản đây là một cái màu gọi là phiên bản giới hạn. Các quý tài ạ. Và em xin báo giá lại chiếc xe này đang là 665 triệu nhá. Và trả góp thì là chúng ta chuẩn bị giúp em tổng khoảng 230 triệu là lấy xe rồi. Có các tài mà có bất kỳ nào câu hỏi cho em Hoàng thì có thể để lại phần bình luận ở phía bên dưới. Em Hoàng xin rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các quý tài. Ở bên nhà còn rất nhiều mẫu xe, kính mời các quý tài đến bên xem xe hoặc cần báo giá thì cứ gọi cho em. Số điện thoại em Hoàng có để ở trong phần mô tả đấy, các tài xem giúp em 0383 368. Và em Hoàng xin kính chào toàn thể các quý tài.